Tiêu Viêm đã triệu tập tất cả thành viên của bàn môn để tấn công Mộ Viêm Cốc, quyết định giải quyết triệt để ân oán với Hàn Phong. Trong lúc này, rất nhiều cường giả cũng đã được mời tới Mộ Viêm Cốc. Trong số này có những gương mặt quen thuộc, đó là Ưng Sơn Lão Nhân, Tông Chủ Hắc Hoàng Thành, thậm chí các thế lực ngày xưa từng trợ giúp Tiêu Viêm tiêu diệt Vân Lam Tông. Hàn Phong bước ra nói chuyện, thẳng thắn trình bày ân oán của Già Nam Học Viện và Ma Viêm Cốc, còn biến tấu cái chết của Địa Ma Lão Quỷ thành kết cục bi thảm khiến cho cả đám bất ngờ. Ngay cả cường giả đỉnh cấp đấu tông cũng bị đưa xuống địa ngục. Các cường giả nơm nấp lo sợ, Hàn Phong lại đem chuyện Tiêu Môn đang ngày càng bành trướng thế lực. Trước đó, nếu không phải Ma Viêm Cốc đứng ra ngăn cản, thì những người ở đây đều sẽ có chút phiền phức. Hiện tại, Ma Viêm Cốc tổn thất nặng nề, đã không còn sức kiềm chế bọn họ nữa. Sau này, người bị hại đứng mũi chịu sào chính là những người đang ở đây. Mọi người nhìn nhau bàn tán xôn xao, bọn họ cũng cảm thấy tình hình có phần không lạc quan, nên muốn biết dự tính của Hàn Phong, xem gã có cách gì ứng phó hay không. Hàn Phong thẳng thắn cho biết, nếu đơn lẻ thì bất kỳ thế lực nào cũng không thể chống lại được Tiêu Môn và Già Nam Học Viện. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có vứt bỏ thành kiến, hình thành đồng minh thì mới có thể cùng nhau kháng địch. Trước đó, Ưng Sơn Lão Nhân và Mạc Thiên Hành đã đồng ý. Có sự tham gia của hai người họ, các thế lực khác liền bàn luận xôn xao. Đây chính là đang phân chia thế lực, mọi người ở đây đều có bất mãn riêng. Liên minh hình thành theo kiểu không tình nguyện như thế này, rồi cũng sẽ xảy ra chuyện nội đấu bằng mặt không bằng lòng. Hàn Phong vẫn tiếp tục diễn trò và ủy hiếp, sau này Già Nam Học Viện và Tiêu Môn thực sự tìm tới cửa. Nếu như không muốn chết, thì nên đầu hàng quy thuận Tiêu Môn sớm một chút. Lời khích tướng này làm cho cả đám xôn xao, tưởng là kế hoạch của Hàn Phong sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng ai ngờ, Tiêu Viêm đã tìm tới cửa. Sự xuất hiện bất ngờ này làm cho cả đám bất ngờ, Hàn Phong lên tiếng khiêu khích. Tiêu Viêm thẳng thắn cho biết, mình hôm nay đến chỉ nhắm vào Ma Viêm Cốc, không liên quan tới người khác. Nếu bọn họ không muốn liên quan thì đừng có nhúng tay, lập tức rời đi thì hơn. Chỉ cần không đứng về phía Ma Viêm Cốc thì chính là bằng hữu của hắn. Nhưng nếu đã là kẻ địch thì nhất định phải nhổ tận gốc. Lời uy hiếp này làm cho rất nhiều người bị lung lay. Hàn Phong thấy mình bị yếu thế, liền lấy danh tiếng của Ưng Sơn Lão Nhân và Mạc Thiên Hành ra để cổ vũ khí thế. Tiêu Viêm cũng lên tiếng hỏi hai người rõ ràng, Mạc Thiên Hành cảm thấy bồ đề hóa thể tiền rất quan trọng đối với mình, cho nên muốn giành lại. Nếu như đã quan trọng như vậy, tại sao ngày trước lại đem ra đấu giá? Ưng Sơn Lão Nhân cho hắn một đề nghị, đó là sao bồ đề hóa thể tiền ra thì hai người họ sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối không nhúng tay. Kim Ngân Nhị Lão thấy tình thế không ổn rồi, liền yêu cầu hắn mau rời đi. Tiêu Viêm quyết định dằn mặt bằng cách lao lên đánh phủ đầu, bóp cổ hai lão già và cho biết bọn họ còn chưa có tư cách nói chuyện với mình. Chỉ cần dùng chút sức lực đã ép cho hai đấu hoàng đỉnh phong nghẹt thở. Ngày trước, đánh ngang cơ với đại trưởng lão Tô Thiền, bây giờ chưa kịp phản kháng đã bị cầm cổ nhấc lên như con gà. Giảm sức mạnh cũng quá nhiều rồi. Tiêu Viêm ném hai lão già xuống dưới đất, khiến cả đám khiếp sợ. Hắn quay sang hỏi thăm con trai của Mạc Thiên Hành. Nguyên nhân con trai mình bị bệnh là do Tiêu Viêm đã rời trò. Thuốc giải có thể đưa cho, hắn chỉ yêu cầu lão đừng xen vào chuyện giữa Tiêu Môn và Ma Viêm Cốc. Hàn Phong sợ bị thất thế, liền lôi kéo Mạc Thiên Hành đừng trúng kế tiểu tử đó. Đợi giải quyết xong chuyện ở đây sẽ đích thân đi giải độc cho thiếu tông chủ. Tiêu Viêm lại cảnh cáo và ủy hiếp, nhìn dáng vẻ kiên quyết này, Mạc Thiên Hành liền đồng ý. Hàn Phong rất không muốn điều này nên vẫn cố gắng lôi kéo. Tiếc rằng Mạc Thiên Hành lại không muốn đem mạng của con trai mình ra đặt cược. Hàn Phong nghe vậy cũng tức điên tiết, gã liền quay về phía Ưng Sơn Lão Nhân. Ưng Sơn Lão Nhân cũng biết tình thế không ổn rồi, đối chiến với chiến lực của phe địch thì chỉ dựa vào ông ta và gã thì có tác dụng gì. Nói rồi Ưng Sơn Lão Nhân và Mạc Thiên Hành cũng lặng lẽ rời đi. Hai cường giả đấu tông còn rút lui, những người khác ở lại cũng chẳng có tác dụng gì. Thế là bọn họ lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại một mình Hàn Phong. Dù phải một mình đấu lại một đám người thì Hàn Phong vẫn cứng rắn, còn cho rằng nếu Tiêu Viêm đã muốn chết thì mình cũng sẽ không khách khí nữa. Hàn Phong mời ra cường giả đấu tông là Hiền Hộ Pháp. Luồng đấu khí cuồn cuộn lập tức xuất hiện rồi ngưng tụ lại một thân ảnh. Tiêu Viêm lập tức căng thẳng, Hiền Hộ Pháp cũng đang nghe đến cái tên của nam chính. Lão ta đem nỗi đau của hắn ra để khiêu khích, sau đó cũng bắt đầu động thủ. Lão tung ra chiêu thức vạn hồn phệ linh trận, đấu khí khổng lồ tuôn ra xung quanh, đồng thời dùng rất nhiều linh hồn để tế ra một cái trận pháp. Rất nhiều hung hồn tàn ác lao ra thôn phệ đám người xung quanh. Sức mạnh đám hung hồn này rất mạnh, ngay cả cường giả đấu hoàng cũng rơi xuống thế yếu. Những đệ tử khác thì khỏi phải nói rồi, hung hồn cứ dây dưa không dứt, bị đánh nát rồi lại tập hợp lại thành một thân ảnh mới.
Tiểu Viêm nhận ra năng lượng của những hung hồn này đang bị trận pháp hấp thu. Rất may là hắn được Thiên Hỏa Tôn giả bày cách hóa giải. Đối phó với linh hồn thể thì phải dùng đến Vẫn Lạc Tâm Viêm. Dị hỏa này vẫn luôn là khắc tinh của linh hồn. Quả nhiên là như vậy, sau khi sử dụng Vẫn Lạc Tâm Viêm thiêu đốt cũng bị đốt thành tro bụi. Hắn nhanh chóng sử dụng đấu kỹ, ngưng tụ ra một con sói lửa. Sói lửa giống như là có linh trí, chỉ cần há miệng bạo phát sức mạnh đã đánh cho tất cả hung hồn xung quanh tan biến. Điều này làm cho Hàn Phong há miệng ngơ ngác. Gã chưa từng nhìn thấy phương pháp khống hỏa kỳ diệu như vậy. Hiền hộ pháp cũng phải khen ngợi nam chính. Tiểu Viêm điều khiển con sói tấn công vào trận pháp. Hiền hộ pháp tạo ra một bàn tay khổng lồ ngăn cản. Sức mạnh của bàn tay này quá khủng khiếp. Sói của Tiểu Viêm không làm gì được. Sau khi khói bụi tan đi, mọi người mới nhìn rõ ràng một thân ảnh khổng lồ bằng linh hồn. Tiểu Viêm thu hồi lại con sói và định dung hợp dị hỏa lại thành chiêu Phật Nộ Hỏa liền. Tuy nhiên, Thiên Hỏa Tôn giả lại ngăn cản, lão ta chủ động muốn ra tay đối phó. Việc ngưng tụ nhiều sức mạnh linh hồn như thế đối với lão lại là một cơ hội tốt. Dự định của Thiên Hỏa Tôn giả là cắn nuốt đám linh hồn đó. Thảo nào mới nhiệt tình muốn giúp đỡ như vậy. Tiểu Viêm lập tức thu hồi chiêu thức, thân ảnh khổng lồ bạo phát khí tức khủng khiếp. Hiền hộ pháp lên tiếng gay sớm. Tiểu Viêm chủ động lao về phía thân ảnh của hung hồn. Điều này trong mắt Hàn Phong chính là tự nhận lấy cái chết. Tiểu Viêm sử dụng huyền trọng xích đánh nhau trực diện với hung hồn. Sức mạnh của nó quá mạnh, sau vài chiêu đấu pháp thì nam chính cũng bị nó thôn phệ vào trong bụng. Tưởng là nam chính đã xong đời rồi, Tiêu Y Tiên và những người khác vô cùng lo lắng. Đúng vào lúc hiền hộ pháp sung sướng thì lại bị tạt một gáo nước lạnh cho tình người. Hung hồn khổng lồ bị nứt vỡ. Luồng linh hồn bị Thiên Hỏa Tôn giả điên cuồng hấp thu. Rất nhanh sau đó, thân ảnh khổng lồ cũng bị hấp thu một cách sạch sẽ. Hàn Phong chứng kiến cảnh tượng này, chỉ biết há miệng, trong đầu đặt ra nhiều dấu hỏi to đùng. Hiền hộ pháp thì càng điên tiết hơn, phải vất vả lắm mới thu được rất nhiều linh hồn, sau lại bị tiểu tử đáng hận này giải quyết chỉ trong phút chốc. Đúng là đáng hận mà. Ưng Sơn lão nhân và Mạc Thiên Hành cũng cảm thấy vui mừng vì trước đó đã không đứng về phía Hàn Phong, nếu không thì kết cục sẽ rất thê thảm. Thiên Hỏa Tôn giả vì tiêu hao quá nhiều sức mạnh để hấp thu linh hồn nên cần phải ngủ say một thời gian để khôi phục. Hiền hộ pháp yêu cầu Tiêu Viêm trả lại linh hồn cho mình, đổi lại thì lão sẽ rời đi không nhúng tay vào nữa. Hàn Phong vội lao tới khuyên ngăn. Gã biết tiêu từ đó sẽ không trả lại đâu, trước mắt chỉ có liều mạng thì mới có một tia hy vọng sống. Lão vẫn mặc kệ, tiếp tục đòi lại đám linh hồn. Tiêu Viêm đưa ra yêu cầu đối phương giết chết Hàn Phong thì hắn sẽ suy nghĩ. Hiền hộ pháp tiếp tục ủy hiếp. Tiêu Viêm cũng bày tỏ ý định không đội trời chung với hồn điện. Lão ra lệnh cho Hàn Phong cùng mình xông lên giết địch. Tuy nhiên, Hàn Phong lại có suy tính khác, khá trực tiếp đánh lén Hiền hộ pháp, dùng vũ khí tặng lại một lỗ xuyên người lão ta. Sức mạnh của Hiền hộ pháp đều dựa vào đám linh hồn. Dù có sống thì cũng chỉ là phế vật, chỉ bằng đem linh hồn cho mình sử dụng, khá sẽ giúp lão ta báo thù. Tập phim đến đây là hết rồi, diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Các bạn hãy cùng mình đón xem các tập tiếp theo nhé! Xin chào!